Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp thiết thực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những năm qua huyện Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Đặc biệt, địa phương luôn chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc để các dự án được triển khai thuận lợi. Dự án nhà ở khu vực trường mầm non thị trấn Bắc Hà do Tổng Công ty 36 là chủ đầu tư với giá trị xây dựng khoảng gần 30 tỷ đồng, là dự án đô thị liền kề đầu tiên được triển khai tại Bắc Hà. Để dự án triển khai đạt hiệu quả, các phòng ban của huyện Bắc Hà đã chủ động phối hợp cùng nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Đây là yếu tố giúp dự án có thể sẽ hoàn thành sớm 2 năm so với quy định. Trong suốt các quá trình mà thực hiện dự án từ khi khởi công đến nay thì Ủy ban huyện và các phòng ban của huyện Bắc Hà phối hợp rất tốt với nhà đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Hiện tại theo kế hoạch của nhà đầu tư thì sẽ hoàn thành sớm hơn khoảng 2 năm so với lại kế hoạch ban đầu ạ. Luôn đồng hành hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Chính điều này đã giúp các nhà đầu tư quyết tâm gắn bó hơn với huyện, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện. Trong những năm vừa qua thì khi tôi bắt đầu mà làm cái trang trại trồng hoa học, mới lại trồng các loại cây anh đào, cây sim Nhật để gắn với cái chuyện để tới này mở du lịch ấy, thì được hỗ trợ rất nhiều của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà với lại cấp xã. Thế địa phương có những vấn đề khúc mắc, ngoài ra cái những chuyện tư vấn hay là những cái chuyện mà thủ tục giấy tờ hành chính thì các cấp mà xử lý rất là nhanh, tạo điều kiện hết sức. Tạo điều kiện tối đa với các doanh nghiệp khi đã được đầu tư trên địa bàn. Thế về mặt cơ chế chính sách thì liên quan đến góc độ huyện rồi trên địa bàn cũng như là các xã cũng phải phối hợp cùng với doanh nghiệp, như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, liên quan đến trình tự thủ tục, rồi là thu hồi đất, rồi là liên quan đến việc kê khai giải đền bù thì các xã rồi là các phòng ban liên quan phải cùng với chính quyền địa phương, cùng với doanh nghiệp để chúng ta thực hiện thống kê đền bù. Bắc Hà đang đề xuất kêu gọi đầu tư 27 dự án với tổng mức đầu tư trên 7.100 tỷ đồng. Đây là các dự án mang tính chất động lực, tạo sức bật cho địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Và tinh thần chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện. Với các nhà đầu tư khi đến với Bắc Hà thì cơ bản cũng đã được tiếp cận đầy đủ những cái thông tin nhất có thể để nhà đầu tư có những cái thông tin để nghiên cứu về sự đầu tư cho Bắc Hà. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các phòng ban liên quan, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án, Bắc Hà đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.